lại là tin buồn các bạn ơi. Tin buồn, vào lúc 19 giờ tối hôm qua thì Hiến nó đã lên xe rồi nha các bạn. Gia đình của nó ở trên Đắk Nông có chuyện, cho nên là nó đi rất là gấp, nó không kịp từ biệt anh em luôn. Mình nghĩ là gia đình đã cho tiền nó đi phẫu thuật á. Có nghĩa là nó vẫn nói là cuộc đời nó bất hạnh khi mà bị dính hai cái táo vô. Nếu mà nó không có hai cái táo thì bây giờ nó đã làm kiều nữ gì vậy, nó mình nghe nó nói luôn vậy. Lúc say nó hay nói vậy á. Tên thì đi Sài Gòn không biết ngày nào gì à. Giờ Hiến nó lên nó giải quyết công việc cũng biết ngày nào gì à. Nhưng mà mình vẫn phải vực dậy tinh thần các bạn à. Chui tụi nó đi năm hai năm tụi nó gì rồi sao? Lúc đó anh em mình liệm mẻ rồi. Thôi bây giờ mình ráng mình tiến thành viên. Mình sẽ kiếm thành viên đó mình tiến vô làm trong khoảng thời gian này nha các bạn. Thì lương mình trả khoảng cỡ bảy mấy triệu cũng đáng đâu. Chứ bây giờ cũng phải đưa tiền la dần Hiến đi phẫu thuật nữa. Nhưng mà trước khi mình tiến ai vô mình phải thông qua hai giám đốc. Giám đốc Rìu thông minh về giá giáo sư. Đỡ hai anh em nó diệt được hay không chứ mình đâu có tiếng nói gì đâu các bạn. Nó vô nó cảm thấy không vừa lòng nó sẽ nó đèn nhỏ chết sao trúng hàng đã hàng thông minh nữa. Bây giờ tụi nó thông minh mà nói các bạn luôn. Các bạn thấy cái màn tròn mà mình đã dày công dày sức mà mình tròn nó mà không được là không được các bạn à. Cũng may là nhờ thằng giái nó cuốn quá nên là nó cứu do dần Rìu nó khôn quá. Thật sự là mình không hiểu sao ăn Tết sao nó khôn dữ. Chứ là nó uống nó ăn trúng cái loại hột dưa gì vậy sao á. Hay nó uống trúng cái loại bia gì vậy. Giờ đâu dám tiến vô làm liền đâu. Phải chờ hai anh Diệt á. Đó chờ hai anh nên Diệt qua coi thứ làm sao nha các bạn. Các bạn có thành viên máu các bạn đón nhận nha các bạn. Rồi cuối cùng giám đốc cũng đã tới rồi nha các bạn. Mình cũng hy vọng là hai anh em tại hai đứa đây cái tầm nhìn của nó gớm. Đây này. Cái tầm nhìn của nó gớm lắm các bạn. Mình sợ nó vô nó tụi nó yêu cầu cao lắm, nó yêu cầu là phải là những người thông minh hơn nó. Mà kiếm đâu ra ai thông minh hơn được tụi nó. Đồ mày đi tiếng nhân sự rồi mặc đồ bàng hoàng vô chứ bay. Giờ thiếu người mà bạn. Đồ mày bây giờ chúng cũng thiếu. Quá. Thôi, đỡ mình qua bên đó mình nói với giờ tính nó còn nóng nữa các bạn. Mình rìu mà các bạn biết rồi. Giờ Hiến nó đi rồi. Ấy các em nghe tiếng vô màn đó. Nó giàu lắm. Giàu cỏ che nó chơi, nghe nào giàu chứ nghe mày. Khùng quá, nó giàu nó quan trọng cho team mình. Giờ team mình giờ có tiền không? Nó giàu nó. Nhanh à, mày lên đây mày tướng mày ship tổng hay sao vậy? Muốn lên. Thì ok tất cả các bạn nha. Ba thành viên team mình đã đủ rồi. Thằng Hiến với thằng Ten là đi về miền cực quá. Mày trong đó à quên. Mày sao mày nói không có nghe mày cứ nói chết sống còn mày. Sống còn là trên một cái bơ. Chứ đâu phải muốn mày hỏi chút mà sống còn mày. Giàu nghèo gì đây mày? Thì xin phép hai anh. Có nghĩa là team mình giờ còn 3 người làm à. Hiến team mày biết vậy rồi tốt. Thì rủi nó ra đi mãi mãi hay sao? Đó, cũng rồi nữa. Ý là vậy đó, nghe vậy. Ý mày nói tụi anh định đang đi lật xe chết đây. Đó. Đó, đi máy bay mà. Nhưng mà sao mày nói đập hơn. Máy bay đội mẹ xong. Nó nói cầm chút rồi mày nói. Rồi, ý là tao nói lộn. Có trở là tụi nó đi thời gian dài. Ví dụ tuần, hai tuần mình ai làm. Thì giờ tao cũng có mày nói mẹ nó vậy. Mày nào cứ nói mẹ. Tao cũng có chuyện một thằng em kia. Thằng đó, cái điểm mạnh của nó là giàu không? Nó giúp ích cho mình rất nhiều mày hiểu không? Nó giàu làm gì mà cứ... Nó vung tiền, nó đầu tư cho mình làm video. Đúng. Nên đã nói dùng tao hỏi ý kiến hai tụi bay này rồi tao mới dám kêu nó lại. Giàu nghèo gì mày? Giải cho tao tiếng thằng nghèo á, cái thằng kia nó nghèo. Nhưng... Mẹ mẹ, nó biết trót không? Đúng nghèo đâu mẹ. Là sao? Nó biết trót không? Nó không biết trót nhưng mà nó biết đầu không tư. Không biết trót mà có tiền bạc đảm. Mày ngu quá, tụi mình phân nó ăn chứ. Nó giàu mà. Tụi mình giờ phấn nó một ngày đi làm ngày thà cầm 200.000 về cho vợ. Tháng 6 triệu ngon không? Hơn làm tháng 1.5 triệu không? Có được rồi chứ. Vậy tao tiếng thằng nghèo. Có thằng nghèo. Cái đồ tiền mà chưa đủ nghèo nữa mày. Là sao mày cứ suy nghĩ bây giờ vậy nè. Thì tụi mình hôm nay mình có tiếng thành viên nha các bạn. Thì mình có mời hai giám đốc đó. Hai cái người mà họ đã từng đào tạo ra những idol lớn nhất ở Bình Định mình. Giống như là ai tao chưa nhận tiền ai hết. Thì bây đào giờ tạo là, ai mày? Đó giờ là thì nó giàu lắm riêu. Giàu lắm, mẹ nó bị khờ quyền khùng. Khờ quyền khùng mà mày điên lắm mày. À, biết học tiếng Việt không mày? Khờ
khờ ông khôn quyền khờ u ông khôn cũng quyền khùng dốt bé mày à, đúng đúng thì tụi bay đừng có râu nữa bây giờ nè, hai tụi bay chấp nhận tao kêu nó lại kêu bé dạ kêu nghèo nha à, điên mày kêu nó của mày sao mày kêu tiền bạc kêu thì bây giờ nha thằng nghèo á thì nó biết trót và nó biết edit luôn, nó biết nâng tầm luôn. Không, kêu mẹ ăn giàu ấy, kêu giàu ấy. Còn thằng giàu là nó chỉ có tiền nó không biết gì hết á. Kêu mẹ. Nó không vậy sao nó giàu. Bè mẹ nó giàu. À vậy là giàu trong trứng à. Ừ. Bè nó là sang. Sang lắm. Mẹ nó còn nó giàu. Còn bà già nó là kim cương hay sao. Không biết. Tên kim cương. Không có ấy là kêu nhìn diamond á chứ tên gì tên mày ai nói tên. Diamond. À là tướng tét là thôi giờ đó giờ hai bây bàn ơi đó tôi kêu ông thằng qua tại vì tên mình tiếng thêm một thằng là bốn thằng làm được rồi à con gái về đó cái máy bay đó 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 đang đó á mà sao tiếng gái tiếng gái rồi vô kiếm chút cho gái mày phải trả tiền cho nó bông còn đây mình vô mình tung mình thu được mấy con nào nó làm thử việc nó mấy tháng mấy ngày đều vậy rồi đỡ tao gọi nó quen chi đâu giờ mày tiếng vô rồi chi ché khách chắc tiền đâu chi ché nó làm chắc tiền rồi mà nó chịu làm không sao không làm mày ha tự nhiên giờ các người làm mình cái tâm lý mình nó thoải mái hơn rồi các bạn ơi anh kia tao đuổi luôn hết đợt này đuổi luôn mẹ tao chị ạ đúng rồi mày nó không có tiền mẹ nó còn đi chơi nó không chơi nữa không nhưng mà hiếu nào làm được gì đâu nó cũng đi nên đây là đúng nó cũng đỡ là thôi người khác nhưng mà này. Trên đầu phải có thằng chút thế á nhìn kìa em vô kìa em vô kìa rider em có tiền nhìn là biết thiếu gì rồi ai dám bắt nó mày bắt nó bè nó lên chơi với mày sợ gì đúng không bắt lên chơi như không mà chào anh nhân thân đồ Nguyễn Hoàng Linh đấy à trong tem đây tất cả kêu mày là bác gái riêu khờ dám kêu Nguyễn thần mày mày kêu mày anh tên mày dám kêu mày kêu như vậy nó kêu nó biết cái lỡ đổ cái đó là cái lỡ đổ tiếng lẽ nó kêu mày riêu khờ à khờ khờ mày khùng à đúng không sao vô đây thử việc đi đó đây là hai giám đốc của đây là từng là giám đốc của kênh cuốn ngu mạnh của em là cái gì mạnh của em là gieo mạnh của em là gieo được chưa nó chắc nguyện được đâu điểm mạnh là gì vậy em điểm mạnh em là giàu đồ mẹ giàu biết đâu nó giàu luôn giải thảo tao kêu nghèo giải em loại em bị loại không điên sao mày đó từ hỏi thêm tụi bay phải đồn đốc giờ tụi bay cứ ra dế là nó thục miếu không vậy là cho anh cho mày bình thường cho hai anh em ngừng cho em đi sao anh nhỏ ăn rau rồi đâu đây là coi như phí đâu đầu nhập bây giờ đi. Hai anh nói điểm mạnh cho thằng em nó nghe nè đây là anh Nguyễn Văn Thần anh đây là trưởng đoàn idol còn anh đây là anh Nguyễn Hoàng Linh là một trong những người sáng tác ra những cái màn tròn dạ. Khiến người ta lú và từ một người bình thường trở thành một người rất ngu à, ý là mày giúp mày bị mày làm người khác á ừ á đó thì giờ truyền đạt đây tụi bay nói giờ trước khi vô làm nè bay ờ là cái vô cái nghiệp này là em phải chịu khổ nhiều lắm chịu khổ chung như... sáng dậy là em phải đi em cầm 400.000 để đi làm em cấp cho anh 100 đúng rồi thằng biên mới 200.000 kia là em uống cà phê đồ này nọ là em bao tụi anh trong vòng một tháng để thử việc đi mua hai tô bún hai cục giò đó hai anh ăn nè một người là uống một người là ăn rồi cái gì tấu còn tấu thì nhậu với bên Đông Phương rồi kìa Đông Phương Đông Phương Đông Phương Đông cái đeo có Phương Đông Phương Đông rồi kìa à cái phòng luxury nhẹ nhàng thôi đó vậy hai anh em đã hiểu cái lực vô trong ngành đây chưa điểm mạnh của em là gì mạnh em là gieo thầu với hai con gì nữa bay nói giàu luôn bay ấy là nãy giàu tên giàu rồi nó đâu khùng nó vô cha hai bạn đứng vậy đúng không giàu lắm nhà em ở đâu ý là giờ có tiện công việc làm không có cần đi làm đồ sao phương tiện đi lại đồ sao chứ làm đồ lỡ sớm đồ có đáp ứng được nhu cầu không ấy là mày hỏi tôi nhà cửa nó rồi nhà cửa đồ đâu cửa đồ sao phương tiện đi lại như thế nào là đúng rồi cái khu đây là của nó rồi con còn tổng giám đốc ở đây rồi tại vì vậy thấy ông người giàu người ta đâu cần nói nhiều tập đoàn tại Bắc luôn em đi bạn gì đây không
Trời ơi, người giàu nó không cần nói mày nữa. Tao thật sự hồi xưa tao mới thấy mới có một thành viên cần cho team mình vậy nè. Quyền khu này muốn để đi máy bay không? Đi giống như mình thì em nghe lớn lúc đi từ ra nghe chỗ nhà mày rồi. Nó bút máy bay, nó bút máy bay thì có máy bay. Team anh á là thằng nào giàu nhất là được làm anh. Em làm anh đi. Đúng rồi, đôi nó cứ mang tụi bay nhớ. Sợ là em khố, anh là đủ thứ á. Là em cứ giúp anh được cái lúc nào em giúp đi. Cứ sáng lại là cấp anh 100.000 bún phở luôn. Đúng rồi, tháng trăm tấu còn một tấu nữa chứ gì. Còn cái hạng mục nào mà đưa ra đỡ ai thêm chứ miễn 100.000 mà luôn. Nhưng mà ý là bây giờ có tiếng không nè chứ hả? Tiếng rồi, vậy là hàng ngày sáng là em vô em làm là nhiệm vụ em là em chỉ vung tiền em đắp cho tụi anh thôi. Còn em khỏi trót, trước giờ đó trót là đã có anh đây rồi, còn là người bị trót là anh đây. Được rồi, cứ dạy em mình triển khai xong chưa? Không, còn hạng mục ví dụ như em có vô tập chỉ edit video rồi. Edit đó, video nữa. Là thêm tiền nữa. Là thí dụ mà hai anh đây mà chỉ em edit đúng không? Trăm. Là một lần là 100, còn cỡ 5 phút là 100. Đó, hai người là mỗi người 100 nữa em. Đó, em thấy rồi. Em đưa 100 nữa em. 100 nữa là sẽ một ngày là em phải đưa 200 là chết cứu rồi. Em thiệu anh, em cho tiền hai anh cũng được. Bây giờ hai tụi anh có tin tưởng em không? Hai tụi anh cho em mượn được 200. Hai tụi anh cho em mượn được 200. Đó! Thử thách! Mượn 200 mày, mượn 200 mày mày đủ. Mày vô mày hẹp ai cái tốt 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 của mày. Đưa con 100.000 đưa 200 mày. Nãy giờ tao có nói gì không? Thành viên tao cho lỗi. Ý là hồi nãy giờ tao có nói cái gì không? Đưa con 100.000 nó vô kêu anh tin tưởng ai mà không? Có nghĩa là sao anh vẫn không hiểu cái ý của em đó? Tiến thành viên cái lẹ mày chưa hết mày đẻ cũng làm con người đẻ vậy mày. Nó hỏi tụi mày có tin không? Tụi mày không tin thôi, tụi mày không cho mượn mất gì đâu. Mày mà chơi đâu khổ mày. Dạ tao ý là tiến thành viên tiền bạc để ông vô để nói chỉ từ e với cầm đưa cái đồ làm lại 200 mày. Thôi lỡ lỡ gì? Nhưng mà anh vẫn chưa hiểu ý của em lắm. Tiền bạc em phải cái đưa đúng cái no đúng nơi đúng chỗ. Đúng rồi, em nói thấu tình đâu. Giờ mà anh tin tưởng em thì bao nhiêu em cho đưa. Đúng rồi. Thôi bây giờ đó, ok nè, coi giờ anh thử được nha. Nếu tao bị mất, tao mất thì tao chịu. Đó, giờ thí dụ anh cho em mượn 200, em ngu ấy, nó chạy đâu được xe đó đây mà đó. Xe chứ, lấy nó kêu đồ mày tiền á, có camera bằng chứng gì đâu lấy tiền. Bây giờ em cho anh 400. Vậy là em cho anh luôn. Cho anh luôn. Đúng gieo rồi. Vậy là điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh em là gieo, nó là gieo mà. Thì ngu. Cần lại không? Em cần lại em mày hỏi mày. Lại mày. Mẹ khổ à tiền. Sao biểu nãy anh giờ anh khổ nhà đâu có đâu. Sáng này nè chưa nắm tiền mà pha luôn. Ở nhà nó cấp mạng người ta thấy luôn đâu có làm gì. Xong luôn. Sáng giờ cho anh 20.000 là đâu có. Nhưng mà không anh. Nhưng mà sao riêng. Bây giờ ý là nãy em nói với khúc qua nó cách bắp quá có 20.000 là nói lại. Giờ em nói lại. Chờ anh là bộ đòi em nói một lần thôi. Chú kìa. Em có nói nhiều. Trong tim mẹ anh khổ nhất. Mẹ. Thì nãy nó biểu tin nó đi không tin. Giờ còn 20 mà biểu tin gì mày? Giờ nói lại thì nói lại. Nó để kêu nó nói lần nào mà. Thì lần nhất rồi. Thôi các bạn có nghĩa là anh em mình tiền. Bỏ bét ra, tiền điện, tiền đài, wifi đủ thứ hết mà nó cứ. Tao nghe thôi quyền mày. Thôi bây giờ em đi ra kia đó tụi anh họp tem giúp. Em ra đây. Thôi em ra đây. Làm thôi em đâu có. Làm đi không? Làm chứ? Làm. Nó mày thấy không? Làm. Ngồi chú nó nói nè. Mai bắt đầu làm luôn. Làm đi. Sao hai tụi khờ với mày nát. Nó có tiền nó có thứ làm tụi bay chứ. Kêu nó xin lại, kêu nó lại tao đưa 500 mày cho tao 1.500.000. Hả? Đưa 500 mày cho 1.500.000 mày. 500 cho thành 1.000.000 chứ, gấp đâu gấp 1.000.000 chứ sao mày. 1.500.000. 1.000.000 được. Tao nữa tao này. Sao nó giàu vậy mày? Tại vì mày hiểu không? Thí dụ nha, đâu có con nào khùng đâu mà thấy hồi xưa giờ mày làm 4 năm rồi, con nào cầm 100 đưa mày không? Tự nhiên vô cầm 100 đưa thì mà giờ mày về nó làm như mày. Nhưng mà nãy sao mày không nói luôn? Mày không nói. Tao được 400 tao kia cầm rồi, tao nói gì nữa? Nói tiếng ơi. Bây giờ này, tao đã nói là thằng này nó ngu lắm. Nó giờ mà nó ngu. Nó coi kênh mình nó rất thích. Mà thấy không? Nó biết mày tên gì? Tên gì? Tên mẹ mày mà hôi tên luôn mày mày đập luôn mày. Trời ơi, nói chung là những văn thần. Tao đem nói sao mà nói mày đủ mép sao mà nói luôn mày. Riêu, nó kêu là anh Riêu với anh Linh. Là có nghĩa là nó tôn trọng. Chứ gặp mấy anh khác trên mạng nó kêu mày gì? Riêu khờ. Mẹ nó nhỏ nhưng nó rất lỡ phép luôn. Vô em đi xì anh. Mẹ máu xin xì nó cho anh thằng xì liền. Nó bố thí ủa quên. Ê,
mẹ ấy ấy là nó rất quý nó tặng thì bây giờ là thâu đó tao ra tao nói năng tiếng nó lại nói làm với tên mình nó mà làm một tháng anh em cắn thằng 6 triệu xài tóc còn ăn nhậu nữa tao cũng được cái này thâu em giờ hai nó giờ nó đứng dài mà em nói thiệt anh cho em thiếu thốn với anh đúng rồi mà ai mà anh không ai tin tưởng em thôi chứ giờ không có giờ tụi nó em thấy không tin tưởng em mà giờ sao tụi nó biết em anh thiệt anh đi chứ em có thiếu thốn giờ đó ừ rồi thì thôi bây giờ làm thôi em vô em cho tụi nó cơ hội anh toàn tin tưởng em mà điểm mạnh của em là gì điểm mạnh em là gieo mà em hai thằng ngốc kia không phải tụi nó không phải ngốc đâu nhưng mà tụi nó đúng rồi đúng rồi em không tin sao chưa biết luôn anh là tin tưởng em ấy là anh nhà cửa đất đai thì anh có hết thấy chưa nó cũng khờ hơn hai tụi mày nữa mà không có tiền này nhiều ai biết thì mày đâu mình càng nhiều mày ấy nó tin tưởng mày nhiều mày đi tiếng thành viên hay đâu đi. Ui mày bị đâu vậy em máu nữa mày hy sinh dữ vậy thôi tao ốc mà được chào chào em lưu đất ở đây em ở đâu cũng được anh 8 tỷ lưu đất tinh lắm chào em lưu đất ở đây cũng được trời trời chúng mày đúp đúp một kêu này chào anh chào anh đu điều lại dấu điều lại dấu luôn góc ơi chào anh này đủ anh cảm ơn em nha ê giải là bây giờ là ủa nhưng mà nó lấy tiền mày nó cho thằng giấy thì tao cái luôn đất đó tao luôn đất anh ở cho cờ mẹ đỡ vậy được à vậy được nhưng mà điều nó có đất mày cầm 800.000 về làm gì ngu quế mà cho anh Trung đi ừ nó mày thì giờ nó trót mày rồi để bây giờ anh cho em lại 800 nữa đúng rồi cái sao đất cũng không hiền mày cái tao cái gì tao phải bự hơn tiền của tao mẹ đúng rồi giấy bây giờ mà cho lại nó 800 là mày ngang điều rồi thì bây giờ anh cho lại em anh cho em mượn 800 mày mới cho mượn cho chứ đâu cho chung nó nói vậy hả anh có thương em quế sao ừ đúng rồi à cho cho luôn cho chứ sao cho mượn cho luôn rồi cho 800 coi thường em lắm đó nha không có coi thường gì hết không có coi thường 800 cho luôn tao được đó nhưng mà đi dẫn đi ra coi đất ê đồ anh ủa sao cầm đi rồi ê đi coi đất đi dẫn vừa dẫn đi coi đất không tao đang ngắm lô nó đang ngắm lô rồi ủa giải giờ 8 triệu mày là sao ngư quá mày bộ tao cũng đéo biết anh biết toi là cái to mà thấy nó nói chuyện nghiêm túc không chứ không phải như mấy anh tên mình không lắc các ông thằng thái nó nghiêm túc lắm xin bài luôn ờ các chuyện coi gà đủ gà đứng nhìn nè vậy là cái chỗ nó chuẩn bị lên vé luôn á chỗ lên vé luôn mẹ nhưng mà 8 sợi của mày là mày mất mày tiếc gì nữa đâu cho luôn mà mẹ sao tự tao cho luôn tao cho 8 sợi luôn cho luôn á à vậy là mày cho nó 800 không nãy là nó đưa mày thâu nó không có cho nhưng mà mày cầm mày đưa lại nó à đúng rồi cho luôn mà vậy giờ cái 8 sợi đó là chấp nhận mất á mất á mắc đỡ đường cái gì ta đỡ đất đúng không khủng 8 triệu một lô đất vài tỷ bạc rồi nhưng mà giờ cầm tiền tay nó quan trọng chứ đất là bán thì lấy cái tiền chứ khùng sẹo ấy đúng không đất bán ra lấy bắt đầu hơi ấy rồi nha có nghĩa là rấu rồi á ý là mà lấy đất hay lấy tiền lại chứ nó đang đứng đục này đó nó đang cho ra tiền chơi 800.000 mà lấy đất xuống mày đúng. À, lấy đất bán mèo này nó nói mày kêu nó ở đâu là nó chơi xuống đúng không đất rồi nó đi bằng gì máy bay đi bằng vậy lại nó đi mai gì gió nè gió khủng ngược đi mày gió anh em mình cứ ráng ngồi chờ thử nó đứng nó làm gì đúng không đục mày xuống như mày tự nhiên 800 mày là chia ra làm hai đứa luôn mày sao thớ vậy tụi rung hả ăn rung á rung có mất 800 mà úp ép đi mấy mẹ mày 800 mới những ăn mấy bữa nay giấu mấy bữa nay giờ tao hỏi giờ 800 mới của ai tao của ai đụng mày mày với tao 800 của tao tao được cuối cùng sai chưa sai chưa khùng sao mày 800 ban đầu là mày cho nó đâu đâu nó trả tao sao đâu nó trả giá là con giá tao sang tay cuối cùng tiền của tao vậy mày khùng rồi sao mày nó hỏi mày là anh cái cho em mà nó không anh cho hết luôn mày được lô đất đâu tao dùng 800 tao đưa nó mới được lô đất mày nhớ không nhưng mà quan trọng là cái người cầm tiền cuối cùng đường cô đó là ai tao là mày cũng cho nó luôn rồi tao là cái 800 đó là ban đầu là thằng nào cầm ra tao
Giải tiền đó bây giờ sao lại thuộc con gái? Tao chưa sao gái mà nói thì nó chờ tao đó tám chị xem tao đưa nó cuối cùng tao chờ nó lại đó, mày nhớ các clip quay này tao chờ nó tám chị đúng không, rồi nó mới đi ra đó. Đúng, nhớ không cái giai đoạn đừng 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 ngắm đất kìa, nó chị tao nghĩ là cái lô đó là chắc hai tụi bay ở bên kia. Mẹ ở bên kia sao xe trung tâm dữ vậy, sao la lắng dữ mày, nguy cơ quá. Nguy cơ bây giờ cái tám camera là mày quên đi, tại nó không phải của mày nữa. Quên là mày đã cho nó rồi, là xong xuôi nó rồi, là giờ mày chỉ chờ lấm đất của nó thôi. Còn nó là nó đưa giá nhiêu? 800 là 800 ban nãy của ai? 800 của tao, tao cho nó lại đó, cho lại 800 hả? Nhớ không mày, nhớ cái khúc cuối cùng tao sang tiền là nó đi reo đã luôn á, mày nhớ chưa? Tao đưa nó 800,000 luôn đó, mày nhớ không? Tao đỡ tao lại tao hỏi nó thử đất đàng sao nha. Còn cái 800 đó là của ông nào? Hai bay tao. Tao chớ. Tiền này sao tao sang tay cuối cùng đủ mày của tao chứ sao cứ đòi. Vậy đây tao anh em mới làm gì mày? Đúng mày rồi. Mày xe mày lắm nhưng, nhưng mà mày đã cho rồi. Tao đã đưa ra cái cuối cùng là sang tay là của tao rồi. Là giờ hai tụi nó không biết. Thôi bây giờ vô giúp tụi nó xóa đói giảm nghèo cho tụi nó chứ bây giờ. Được, thấy anh thấy em lạnh lùng á, anh cũng không biết là em thiệt hay giỡn nữa luôn á. Em giúp. Đồ, đúng rồi, cái thân thái của người giàu nha các bạn. Nó nghiêm chính mà nó quay góc tay được không? Nếu không rồi sợ hai anh tin rồi hai anh chọn đi. Đi. Lấy ra mày cấp kiến. Trời ơi, câu ấy nãy giờ. Cha tao vô điều. Mày giúp mẹ. Dạ. Mẹ mày cút mày cấp kiến. Bỏ tao lấy cái. Ủa? Có nghĩa là cha hai nó ra chọn đi. Dạ. Bỏ nhiều quá mày cái ông tá gì hết mà. Cha em chọn lô chứ. Không, em đéo có niềm tin ở đây. Đồ quá mày ơi. Nó nói mày đúng rồi, mày chắc cái giọt nè. Tao chọn giúp mày. Tao lấy cái dây giọt này. Chờ tao chứ. Mày cốc mày, mày thấy sao? Mày thấy xe mày quà thọ thiệt luôn á. Đây chính ba chỗ đây là xe này, tao làm cái nhà hàng ở đây này. Tao làm cái nhà hàng mà nó hai mét tiền này, sánh qua bên đây là. Mày đâu dứt đi. Nếu tao ở đây là tao dân dây rồi ạ. Gì trời. Đồ dân dây luôn. Tao gấp quyền nghề gấp đây á. Tao mày gấp cái gì gấp đây á, mày đừng có chọn mày dành đủ 800 ngàn để tao đưa ra á nha. Không phải đâu. Ê tao chọn cái đây á. Thì mày bên đó mày bên đó tao dừng cái dây đi. Đồ mày tao đâu. Đâu tao lại tao xin mới được. Em cho anh lô chứ. Ờ. Để em đi lái xô à. Ê đâu. Giờ tao lại. Em lái xô à. Mẹ. Em đi lấy số ấy. Trời. Em đi lấy hai lô. Vậy là thầu đương lô được rồi, nhưng mà dành hết chỗ đó sao được? Mà chịu vậy, lô sao? Hai lô chiều số á. Thì sao nãy mày nói luôn chiều số gì? Chiều ra số luôn. Số luôn là sao? Hai lô chiều thì hai lô đất này. Mày muốn mua đất cần số đó số không? Em chiều số gì? Chiều cầm cái số. Chờ chút nó quay lại đi. Chiều số. Thôi giùm mẹ giấy. Chứ nó đè nữa không? Mẹ lậm tao lậm nhang mà đừng có ngầu á. Mày ngầu mày suy nghĩ ba cái tào lao. Này đưa nó nói chiều lấy số rồi. Chiều nó lấy tìm số tao cho mày lại. Gì mà kêu gì hai số chiều số. Mày im chè này tao nói. Mày phân tích đi giấy. Có nghĩa là nó kêu là bây giờ nó về nó lấy số. Xong rồi chiều nó lấy ra nó đem số ra. Có nghĩa là bây giờ là hai lô. Thấy không? Một lô tao dân dây rồi, một lô mày xác bên tao nè. Được chưa? Xem này làm hàng xóm được chưa? Thằng giấy nó nói phân tích cỡ giấy mà mày không hiểu nữa. Trời. Tao nói thiệt là nhiều lúc tao thấy mày thông minh nhưng mà đến những cái lúc then chốt mày thèn không làm cũng được. Thèn chốt mày không làm được. Tao thiệt mày luôn. Chiều số hai lô. Mày mà không đi. Ê nó chửi được kìa, nó chửi người ăn nhân rồi nữa kìa. Thế sao ạ? Nãy giờ mày bắt cái gì không? Mày bắt cái tiền không? 800,000 tao cũng đưa. 800,000 đó thứ một cuộc chơi là bình thường. Ông đó để nó kêu giấy đầu giờ nó ghi vô hai nó gì nó làm hai lô làm hai lô chiều số mà thì trời ơi giấy ơi sao có thằng này nó không có biết tiếng Việt phong ba bảo có nghĩa là hai cái lô đất đó chiều nó ra số luôn
Đúng đó, đó không? Nãy nó nói không? Có nghĩa là hai cái nó lấy hai lô đó, nó ghi hai lô. Xong rồi chiều nó đi lấy số, nó ra cái số cho mày, nó phải cách thời gian nữa nó làm số, nó ký tên đóng dấu cho mày ngu dữ mày. Đúng không? Thôi giờ tao kêu nó khỏi lá, khỏi lá cho mày. Tao gọi luôn. Ê, tao mày nè. Nào lấy tao lấy gì mày mơ gì mày cứ gọi sạc hai mày gọi ly gián cho mày. Bây giờ mày trẻ là tao 800 nha. Mày mơ tao trẻ tao này 800. Mới nó trẻ mày. Ủa nó trả tao đâu. Đầu giấy. Mày chấp nhận mày trẻ luôn. Được, mày lụm lô nó. Mày dám không? Ờ tao trẻ tao lấy hai lô luôn được không? Đánh làm gì đánh đâu. Cược cái làm đâu sợ 800 ngàn mà. Mày lấy không? Hả? Lấy đó. Lấy đất. Vậy khuôn đủ ra lòi ra cái lòi ra là biết. Trời ơi mẹ tiên nó thành viên nó vô tên mình nhất mẹ. Trời ơi tối nay tao phải tao ru nó đi nhậu, tao ngủ, tao lụm hết đất luôn. Ý là tao bây giờ tao đổ cái. Nó nói gì? Sao có thành quần rồi sao nó cứ quần luôn mày. Nói kiểu này hai lô chiều số mà. Cái thằng này giờ nó bị sợ quá, nó bị giống như kiểu nó bị tâm lý, nó bị sang trắng là dai mà nói lại cho nó hiểu đi. Tao thiệt mày ăn cái đầu óc của mày, tao nói mày nên mày đi về mày học lại. Tôi người học lại người Pháp đi, nó kêu là nó lấy đi lấy hai lô. Là hai lô đất. Nghe không? Lấy hai lô là hai lô đất, tao một lô dân dây với một lô bài xác tên. Tao chiều nó ra sổ cho mày, nó đóng dấu. Bây giờ nó đi lấy lô hả? Thì đó, tao mới sợ. Có nghĩa là mày chỉ cần là mày ok thôi là nó mới ra sổ cho mày. Số gì mày? Mẹ nó hoài nó không hiểu. Nó thích mày không? Mày nói tao tức quá đâu, nó hoài không hiểu. Họ vô đơn chí, mày không? Bị vô chí tao thật chó. Ê, đó, vẫn là bây giờ nè, tao hỏi mày nè. Cái lô. Bây giờ mày sợ cái xe hay sợ cái gì? Mẹ thôi bị gì mà mày đưa tao đưa mày tiền mà luôn tao lấy lô. Sao lô gì cũng như chiều số. A few moments later. Đồ lâu quen em à. Sao lâu cười mày đến đâu rồi đó, mày nó chưa táo vậy. Mày không ấy, ở đây tao cả ngàn lô gì nó không phải giặt cái của tụi mày ra nó coi thử chứ. Trời ơi tiếng tiếng được thành viên. Nhưng mà sao nãy nó không ghi gì nó không lấy cái chứng minh nhân dân tao. Sao tiếng được? Tiếng được thành viên. Chiều mới ra số, chiều mới ra số. Chiều ra số nhưng mà nó lấy chứng minh nhân dân gì nó ra. Thì bây giờ là nó đỡ rồi mày. Coi. Làm tao sợ cho mày. Cũng mấy cái khi nào giải không bèo. Ủa, giải là tính ra mày mất 800 triệu, mất 800 bằng 1.6 triệu luôn hả? Đúng rồi. Cũng mấy anh lý nó lấy 1.6 triệu nó đi nè bầy. Uống thuốc rồi rung tay dưới mày rìu. Ôi mẹ, mày làm tao mất hồn theo mày. Làm sáng giờ mày mất nhiều. Thì tao đưa nó 800 rồi nó đi đó. Là mày lấy trong túi mày ra luôn ấy. Cái gì nữa? À, hình như lấy túi gì chứ. Mày bị điên hả? Mày nó trả tao mày nhớ không? Ban đầu là mày lái 800 mày đưa nó đúng không? Là mày lái trong xe mày. Mẹ lúc tao đưa, tao đưa 800 nữa là 800 sao cũng có một giá chứ. Mà có 1.6 triệu lấy hai lô đất mà sợ gì nữa. Là thằng nào cũng có 1 lô hết mà sợ vậy. Không, đừng có gì phải sợ hết. Bây giờ là anh em, hình như tao nghe tiếng xe nó sao á. Cái đậu mà em nó quay lại là có. Mẹ quay lại là có rồi chứ làm gì nữa. Anh là lô khác á. Dạ. Đậu mẹ, tao đã tiếng thành viên rồi. Ngoài tiếng đồ á. Dạ. Chưa. Đồ. Đó. Ủa, cuốn số đâu nè. Số đâu em? Số đâu em? Cho em bữa cảm ơn anh, cho em mượn cho em 800 ngàn. Giờ. Cái gì? Bố. Bố. Là sao? 8 ngàn lời 42 con số mà giờ. 8 ngàn lời 42 con số mà giờ. Đợi nghe em nói thì em được rồi. Thử làm. Nói cô em phải chỗ về trừ hết luôn không? Là sao? Mày đi em đem tiền lên. Cũng số. Em ghi số đờ. Dạ. Mày đã nợ rồi chứ. Tao cái đoạn này là trót rồi nè. Cá thịt trót. Rồi sao nữa? Số. Bà chủ bà không cho. Nhưng mà sao bà không cho? Em đòi cũ em trơ hết luôn. Từ. Bình tĩnh, cá thở là trót. Nó mới vô ngờ. Dầu lên bị trót nữa. Phải đưa thâu mình đưa hai số ra đây nha này. Sao mà nó mới dầu lên? Sao vậy em? Số chìm lên muốn hai con số 1979 mà giờ. Nó không cho gửi vậy? Không cho gửi. Kinh chá nhở. Kinh chá nhở. Kinh chá nhở. Kinh chá nhở.
chứ sao mày kêu mày giàu mày mày nói lại làm tao nghe tao chưa hiểu á. Nghĩa quán giàu mà mày mới thấy em giàu. Nghĩa quán giàu mà mày mới thấy em giàu. Tên nghĩa cái đồ mày má giỡn mặt kia sao mày. À, tám xì nó đâu? Tám xì của tao nữa đâu? Không mẹ mày vậy. Wow. Chế gì nữa? Em sắp đeo. Đâu? Mày đi đâu? Đi đâu? Mày chế làm tao tám trăm cái gì đâu? Cứu đây mày ơi. Mày mình đã còn cái xe kia mày đúng không? Đúng má mày. Còn em còn xe mày có ngay. Xe kia mà đủ mày. Sao em đi qua quán cà phê em lấy trộm người ta à? Xe kia mà đủ mày. Sao em đi qua quán cà phê em lấy trộm người ta à? Cái đủ má mày. Lẹ sao? Vậy là chuyện trộm em. Má chuyện trộm nữa không? Cái mày đưa thằng vô đủ mẹ cùng mày điên cái thành viên đây đính mà đủ mẹ 800 ngàn tao to mà đó chuyện trời rồi sao cứ đủ mới cứ đi xì này đang mẹ mày chen tội bây giờ nó công an lên nữa đủ mất dài